Xin chào các đại lý và khách hàng bên công ty Trầm Hương Nguyễn. Đây là sản phẩm làm từ trầm núi rừng mộc tự nhiên, chuỗi 108 hạt 10 ly. Đây là sản phẩm trầm hương VIP nha cả nhà. Bên công ty Trầm Hương Nguyễn sản xuất trầm zin 100%, không xử lý màu hoặc mùi của hóa chất. Bên công ty Trầm Hương Nguyễn luôn design nhiều mẫu mã mới theo cầu của khách hàng, mít trầm vàng 24K và đá thiên nhiên theo cầu của khách hàng nha. Chuỗi 108 hạt mang ý nghĩa đoạn trừ 108 phiền não, xua đuổi những điều không may, mang đến sự may mắn và sức khỏe tốt cho người sở hữu. Chuỗi 108 hạt 10 ly, trầm hương VIP có mùi hương thơm ngọt nha.